cái em nghe người ta nói là cái thời xưa gia đình anh hình như bị trĩ rất là nặng đúng không? Anh Đúng có thể rồi, nói chính xác là là hồi bị từ cái thời điểm nào rồi, cơ duyên đâu mà anh có cái cây thuốc nào? có nghĩa là cái này á thì nó cũng không phải là mình nói là gia truyền, nhưng mà nó cũng gần gần như thế đó. Ừ, Gia truyền. không phải gia truyền nhưng mà nó lại là như thế, bởi vì là anh cũng không quan tâm gì về về cái này. Ngày trước là coi như là ông già anh đã từng coi như là cứu chữa nhiều người rồi, Quê có nghĩa anh là đó, dân anh quê ấy mà, quê là anh Thanh ở Bác cái đồ ở Thanh Hóa Hóa đó, Thanh Hóa đó, đơn giản vậy nhưng thôi. mà lúc đó ở ngoài Bác là gia đình đã dùng cái cây ngó này rồi. Cái thì coi như là nói xin lỗi chứ bò nó vẫn ăn mà. Bò vẫn ăn là ngái, Ờ, đúng cái là rồi đúng ngái rồi. bò vẫn ăn, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái năm nào cách đây bao nhiêu năm thì anh bị trĩ rồi, anh À, nói mô cái tả trĩ nội đúng trĩ ngoại rồi rồi, gia đình anh bị rồi. đúng rồi, chỉ nói về trĩ thì gia đình coi như là bị cũng mấy năm đó, chẳng hạn như vợ tôi nó vẫn bị này. Ừ, nhưng mà mình cho uống thuốc dân gian, gọi Đầu là tiên là mình anh cứ bị cứ chị cứ bị cứ cứ cứ, cứ hái dân gian vậy thôi, chứ còn cũng không có nghĩ là coi như là cứ nghe gọi là theo cái kiểu của ông già thôi mà. Hồi trước đó thì ông nói vậy, ông bảo coi như là con ấy sau này coi như là đến hồi nào mà con ấy còn giúp người hay cái thường thuốc lá này nó cũng hay lắm á Nhưng mà lúc đó. bị là rất nặng đúng không anh? Bị Nặng, nặng không? đúng rồi, rất Anh đã dùng khó cái thuốc gì khó chưa? Để nói chưa, không ấy là coi như là gì, có nghĩa là nếu như 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 em mà dùng thuốc tây á thì nó chẳng qua nó bớt một lúc nào đó rồi nó sẽ tái lại, nhưng mà cái này á nếu như trí bắt ngoại thở nha luôn á. là coi như là nó teo lên, và coi như là nó gọi là nó uống vô và nó teo lên là bớt vĩnh viễn, Là nó nói cho tự đúng. cái lăng ghế Ừ, này. mà kể cả ví dụ như kiểu là thường thường là nó bị trĩ, mình bị trĩ nha, nhà tôi bị trĩ cũng thế, là mình nói vấn đề như này này, trĩ là bao giờ nó cũng ra máu, rất là Lúc khó đó là chịu. ra máu rồi. Ừ, rất khó chịu, mà Anh đi khám là biết đúng bị trĩ rồi, nặng rồi bị đó trĩ phải nặng rồi không? đó, Đủ hơi đủ qua. đó Vậy nè, quả trĩ đó nó cũng phân theo tuổi. trời đúng rồi, cái này thì nó Đủ mộc bảo á là uống nó nhanh hơn, thì con dao là nó mới phát hiện, chứ còn cái người mà đã bị lâu rồi nha thì phải uống kiên trì. Ví dụ như mình mới bị thì mình uống một vài ngày là nó có thể là nó da dỏm, còn nếu mà bị nặng rồi nha là mình phải uống kiên trì. Ví dụ như mình uống là trong khoảng vừa ba liệu trên một lần là mình uống trong vòng một tháng là có nghĩa là nó bớt luôn, không cần phải đi cắt trị. Nếu mà em có bị trị thì hãy đến với cái bờ thuốc này, tôi nói thật tình là cái chú Hòa là như vậy, phải Thấy đến với cái lá này, tại vì thấy thì đơn giản vậy. cái Thấy này đang dẫn mà rồi. Thấy thì nó ấy. bây giờ là cái lúc mà anh đầu tiên trong những người trong gia đình bị thì anh chỉ dùng cái lan ghế này thôi đúng Đúng không? rồi, không có gì, không có gì khác, Không không sử dụng cái thân không, cây hay là cái đúng rồi, trơn không ấy không vậy, không 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 có chỉ dùng, có cái lá non như thế này chính xác. Ừ, đơn giản vậy thôi, không có cái lộn cái thuốc gì không không có. đặc Đặc biệt là không có lùm một nhưng cái, mà cái lúc đó là anh uống khoảng mấy nồi thì anh thấy có triệu chứng cái rau nó giỏm rồi nếu mà uống coi như đến nồi thứ ba là thấy nó khác liền, nó bớt, nó giảm liền đó. Ừ, ba nồi đã giỏm rồi và ba nhất nồi gọi là nha, ba ấm, nó như thì mà tôi nói nói nhà là quê tôi nhất là là khi mà ba mình có ấm. Là nó có hiện tượng biểu này. hiện là ra máu đó chú Hòa. Còn nghĩa mà trĩ mà nó đã ra máu rồi nha, là mình uống cái đây là nó cầm máu đầu tiên cái đã, Hoặc cầm máu trước. cầm máu Cái đúng này rồi. thông tin Chú à. hồi nào mà coi như là mình nói là cái chuyện chảy máu nha, ví dụ như chảy máu tay hay là bị dao cắt Có lá này mình thấy mình nhai phát mà coi như đắp vào là ok ngay ủa cái nó. này nó cũng giống như là cộng sản vậy À, không, cái này mà nó ý nhanh, là cầm máu vậy nó nhanh cầm máu lắm, lạ như giỡn, tính cái nó này là như cầm giỡn. máu nhanh. Em cũng có một cái video nói về cái cây cộng sản mình À, hồi xưa cộng sản là nó là cây cầm ấy máu là nhưng nó mà lá cây ngế này vẫn cầm máu được ủa cái này cầm cầm máu máu nhanh to lên hơn nhanh thứ gì hơn liền. vậy là lúc anh chị uống đầu Đúng tiên rồi, là nó cầm máu đúng trước rồi, cầm máu trước, chính xác rồi uống bên nồi thứ ba đó đó, thì là là mình có thấy hiện cái triệu tượng chứng là trĩ nó giống nó teo liền, nó teo lần lên nhưng thôi. mà bây giờ cái Wow. này thì có khi anh nói để cho mọi người hình dung là anh uống với liều lượng cách sao không. Mình thì nhờ cái người nông dân thì rất là dân giỏi, nhiều Ờ thì khi cái cũng không này cần đang thì đo đếm lắm không cũng nhưng mà anh nấu thì khoảng khoảng ước lượng như thế nào rồi nấu nước cách sao cũng cỡ là gọi là cái này là phải sao chế nó cho đúng, là mình phải nói sâu đi là phải tất nhiên là phải làm rồi sao chế kia nọ, chứ không phải là coi như là mình nói cầm như này mà uống liền thì cũng không phải phơi khô không hay đó. là anh nấu tươi Đúng rồi, cũng phải nó nói khô tóm chứ. lại là coi như là phải qua sao chế, nói vậy thôi, nói sơ vậy thôi, chứ còn nói kỹ quá thì nó Mình cũng bây giờ à. mình làm thêm một cái Không nhưng mà ý nói vậy nè, tức là cái giai đoạn đầu mà khi anh sử dụng á với những người mà họ không hiểu lắm về thuốc
mình chỉ chứ. Đó có thể là người ta không có điều kiện, không có điều kiện mua được á, thì có bài có bản hết nhá. Thì phơi khô cái này có thể sử dụng được đúng không? Rồi cũng có thể phơi khô rồi coi như phải sao chế nữa. À. Tóm lại là phải sao chế. Ron vòn. Ừ. Ron vòn hạt. Ron vòn hạt. Đúng rồi bộ. Chứ không phải là. Nhưng mà vẫn sử dụng lá thôi. Rồi sử dụng nó thôi, không có sử dụng. À rất là hay. Có hay vậy. Phải vậy. Cái anh sử dụng cái cây này tới nay được bao nhiêu năm rồi? Lâu chứ. Nếu mà tính ra coi như là hồi từ hồi giờ thì nó rất là lâu, nhưng mà ý là hồi trước thì mình trong dân dã, ví dụ như anh em mình ngồi nói chuyện, ví dụ nghe bảo ở cái thằng đó mà nó trĩ thì bảo để tao bứt cho mày năm lá, tao chỉ cho mày cách làm vậy thôi. Chứ còn không có phải là vẫn giúp cho người ta ở quanh vùng này. Rồi coi như là con dâu tôi cách đây coi như là nó cho đúng là nó bị mấy năm rồi. Cái rồi coi như đến hồi nó về nó làm dâu nhà tôi. Đó con ở trong Đức Phổ này. Thì nó với coi như là đầu tiên là về nó bị trước. Nó về nó bị lâu rồi, nói chung nó bị lâu mà lúc kia rồi sau này nó sinh đẻ. Cái rồi tôi bảo thôi coi như là bây giờ coi như là đúng ra như người ta mẹ dân ở mình đây á thì quan niệm là cứ phải 3 tháng mấy tháng rồi cứ lại nhà chồng. Nhưng mà tôi bảo không được, con về đây đi, về rồi coi như là bà kiếm thuốc cho mũ rồi về đây anh trị luôn, anh với chị dùng một thuốc này luôn một. Một nồi một mà bất ưa một nồi một từ sớm đến tối xanh mài rồi khỏi uống luôn. Mà nó là như vậy. Giờ một cái nó bớt hai như vậy mà bớt mình lên mọn. Cái rồi coi 4 năm tháng sau nè, con tôi nó bảo ba. Ba chưa bệnh được cho người rồi đó. Có cái này thì coi như từ cái gia đình nó ngẫu nhiên như thế. Đó ý là coi như rồi là sau này có, là có điều kiện là anh giúp cho người khác. Rồi ý là cũng có bài bản là nó như cũng có như thế. Rồi. Chào các bạn. Mình rất là vui các bạn. Hôm nay sau rất là nhiều ngày rồi nói trước cái mặt thời gian, hôm nay mới gặp được anh chị, là anh người đang nói chuyện trực tiếp với máy là anh Giang nghe bạn, còn các bạn còn vợ của anh là chị Tiên. Đó, rất là may mắn là mình được nói chuyện với cả hai vợ chồng các bạn. Một cái điều tuyệt vời mà các bạn có thể nhìn thấy ở cái cây ngái này đó, thì hôm nay là tiếp tục mình lại đưa cái tin này để các bạn hình dung là trong nếu các bạn có dịp cái xem cái kênh Phước Hòa Trần của mình đó, mà mình có mô tả về cái cây thuốc, cái cây ngái dại này nha các bạn. Đó, thì ở trong cái kênh đó thì nó chủ yếu là trị một số cái bệnh đó, như là đau nhức xương khớp này, rồi là thoát vị đĩa đệm, rồi một số cái bài thuốc để đại tiện ra máu, rồi phụ nữ sinh mà mất sữa nha các bạn, rồi một số cái bệnh về u nhọt. Nhưng mà mình không thể hình dung được các bạn một cái điều rất là tuyệt vời, các bạn mới thấy sức mạnh của cây thuốc dân gian, mà rất có ít cái tài liệu nói về chữa dùng cái lá ngái non này nha các bạn, mà chữa trị nội lẫn trị ngoại, ra máu nha các bạn. Đó thì lúc nãy thì nghe anh vừa nói rồi, chị cũng vừa bổ sung thêm đó, thì mình mới thấy là không sức mạnh gì bằng thực tế nha các bạn. Và như anh nói thì đầu tiên vốn xưa thì anh quê ngoài Bắc các bạn, thì anh cũng đã biết ít nhiều về cái cây ngái này. Đó, nhưng mà cái cơ duyên tức là khi về đây sống nhiều năm ở đây thì anh mới nói rằng là anh có một cô con dâu chuyển từ Đức Phổ về làm dâu ở đây nha các bạn, Đức Phổ Quảng Ngãi nha các bạn. Nhưng mà khi về nhà ở đây thì bị trĩ rất là nặng, sau sinh mà bị trĩ nặng quá. Cho nên thì anh mới nói là đem về nhà ở đây thì anh đã sử dụng cái cây ngái này các bạn. Các bạn có thể tin được rằng là như anh đã nói các bạn nãy nghe đó, một nồi duy nhất đầu tiên là đã chấm dứt cái đi ra ngoài ra máu, rồi là bị cái tình trạng là nặng rồi nha các bạn. Và những nồi sau đó thì là bất hẳn. Và sau đó thì như anh nói đó, như anh Giang này, anh tên đầy đủ là Lê Thế Giang nha các bạn. Thì anh nói rằng là sau đó là cũng rất là nhiều thành viên trong gia đình cũng như là bà con hàng xóm ở đây, những cái người mà không may bị bệnh trĩ nha các bạn, và kể cả trĩ nội và trĩ ngoại, thì cũng chỉ bằng cái lá ngái này nha các bạn mà đã rất là nhiều người bớt bệnh nha các bạn. Thì cũng là tin lành đồn xa. Rồi sau đó thì thưa các bạn là nhờ cái bài thuốc này và những cái người bà con cũng như là cái các khán giả các nơi mà muốn chữa bệnh bị trĩ rất là nặng nhưng mà tìm không ra cây ngái này nha các bạn, thì vợ chồng anh lại đi giúp là khai thác cái cây ngái này, về sau chế biến rồi qua cái đường bưu điện gửi đi giúp cho rất là nhiều người các bạn. Đó thì nhiều khi thì anh cũng lấy lại một cái khoản chi phí, cái ngày công nhất định của hai vợ chồng mà lặn lội đi sông đi suối lội lên rừng
Mà cái cây ngái này thưa các bạn, ngày xưa thì nó rất là nhiều các bạn. Mình nghĩ là cái cây ngái này nó rất là đơn giản, ở đâu cũng có trên khắp mọi miền Tổ quốc nha các bạn. Nó không phải là hiếm, nhưng mà thưa các bạn, hôm nay thì như những cái video trước mình đã từng nói nha các bạn, là cái phong trào trồng cây rồi khai quang sử dụng đất nông nghiệp rồi với nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt là trồng cây các bạn. Và cây ngái này thì cũng bị chặt phá đi rất là nhiều các bạn. Cho nên tại sao thấy như thế mà cái nguồn dược liệu thì nó rất là hiếm, cho nên nhiều khi hai vợ chồng phải đi lặn lội mới tìm cái này, mới đi cung ứng cho một số bà con mà bị bệnh đó nha các bạn. À, mình nghĩ rằng là trong số các độc giả của kênh Phước Hòa Tràng hôm nay, các bạn xem video này các bạn sẽ hình dung ra cái hai cái người mà đã giúp ra nha các bạn trên cái màn ảnh nhỏ đó. Thì các bạn sẽ thấy đây là anh Giang và chị Tiên. Và hình ảnh cái cây ngái này ở vườn mình lấy đem để mà ảnh nói chuyện trực tiếp nha các bạn. Một cái điều rất là hay các bạn, qua cái kênh này mình cũng nhắn gửi mọi người rằng là các bạn hãy phân biệt giữa cái cây ngái này nha các bạn. Các bạn nhìn thấy là cái lá ngái này nó to gấp 3, gấp 4 lần cái lá sung nha các bạn. Đó, nó rất là hay, nó rất là lớn như thế này. Đó, mà anh chị Tinh cũng như anh Giang á, thì đã khai thác cái này. Các bạn thấy đây là lấy ngái tươi nha các bạn, thì sức mạnh nó sẽ tốt hơn. Mặc dù vẫn biết rằng là cái thân cây ngái hay là vỏ ngái, rễ hay là quả đều chữa bệnh, nhưng mà thưa các bạn là riêng cái quả ngái nó rất là độc, độc hơn cái quả sung nha các bạn. Còn riêng lá ngái thì nó rất là lành. Đó, không có những cái cảnh báo lớn về khi sử dụng chữa bệnh trĩ, mà cảnh báo lớn về cái lá ngái này với cái liều lượng thì các bạn thấy khoảng mình phơi khô nấu một nồi khoảng bao nhiêu gram anh? Khoảng 3 lạng không? Khoảng thưa các bạn, thì theo như anh chị Tinh, anh Giang nói là nếu như các bạn phơi khô cái lá ngái này mà có sử dụng là tầm khoảng 3 lạng nha các bạn. Đó, 30, đúng rồi. Là sao vàng rồi khử thổ rồi hãm như nước chè phải không anh? Đó, tức là anh Giang anh nói rằng là hãm như nước chè để uống thôi các bạn. Đó, còn đương nhiên mà khi ảnh chế biến ra cho mọi người thì ảnh cũng công sức vào trong đó nữa các bạn. Đó, giống như những cái bài thuốc dân gian mà các bạn thấy nó rất là hay như thế này. Hôm nay thì tại cái gia đình của ảnh, một cái gia đình ảnh, một cái người nông dân nhưng mà rất sáng tạo các bạn, hay anh chị ngoài còn làm thêm cái gạch không nung nè các bạn. Đó, thì ảnh cung ứng trong khắp cái thị trường của Quảng Ngãi này. Nếu như mà bà con có cái nhu cầu sử dụng cái gạch này trong cái xây dựng thì đó, vợ chồng ảnh là làm thêm cái này nữa các bạn. Đó, rồi những lúc rảnh rỗi thì bố trí thời gian cũng đi hái cái cây thuốc này, cũng đi giúp cho mọi người. Mình nghĩ rằng cái hoạt động rất là hay và không có gì bằng thực tế. Mình nghĩ qua cái hình ảnh này, anh Giang, chị Tinh cũng nói rằng là thôi nhắn gửi với tất cả mọi người là hãy tin tưởng và sử dụng cái cây ngái, cái lá ngái này nha các bạn. Các bạn nếu có điều kiện mà gia đình mà hiểu biết về thuốc và qua các phương tiện các bạn hiểu biết về thuốc á, thì có thể là sử dụng nó để trị bệnh nha các bạn. Còn nếu như mà trường hợp các bạn tìm không ra cái nguồn thuốc này mà có khó khăn thì qua kênh Phước Hòa Tràng này các bạn có thể liên hệ đến anh Giang, chị Tinh. Đó là những người hiện nay cũng đi khai thác cái cây thuốc này để cung ứng nha các bạn. Đó, cũng không lấy lời lấy lỗi gì nhiều, mà nhiều lúc anh nói là thôi thì giúp được cho ai đó giúp, cũng tích một chút đức ở trên đời này, để lại phước đức cho con cái thôi, rồi điều chỉnh một cái chút cái công sức của mình thôi, chứ không phải làm giàu làm có gì ở đây cả các bạn. Thì rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã xem cái kênh Phước Hòa Tràng, và các bạn qua cái video này hãy đăng ký kênh của mình nha các bạn, để mình sẽ tải liên tiếp những cái bài thuốc hay khác. Và qua kênh này, nếu như các bạn cảm thấy rằng là tìm không ra cây ngái này nha các bạn, thì mình có thể review cái địa chỉ gia đình của hai vợ chồng anh Giang, chị Tinh này để các bạn hỏi thêm về cây thuốc, hoặc giả có thể mua qua đường bưu điện mà những người ở đây hai vợ chồng cũng đang khai thác nha các bạn. Đó, thì rất cảm ơn mọi người và chân thành cảm ơn anh Giang, cảm ơn chị Tinh và gia đình đã ủng hộ cho Phước Hòa Tràng để giới thiệu đến tất cả các độc giả trên khắp mọi miền Tổ quốc và kể cả nước ngoài đã hiểu biết thêm một cái bài thuốc dân gian rất là quý như thế này nha các bạn. Thì thời lượng đến đây thì mình xin tạm ngừng. Chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và cảm ơn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.